Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Người có được điều này chính là người giàu có nhất thiên hạ. Cuộc đời mỗi người trải qua bao nhiêu thăng trầm, người có được điều này chính là người giàu có nhất thiên hạ. Hiểu và hành động đúng, cuộc đời sẽ thăng hoa. Bạn hãy nghe hết câu chuyện này và suy ngẫm thật kỹ nhé. Nhà vua không phải người giàu có nhất thiên hạ. Ngày xưa có vị vua do nhờ biết tích lũy phước báo nhiều đời nên được làm vua của các vị vua, là bậc thông minh trí tuệ hơn người nên thống trị khắp cả thế gian này. Vua tự xưng mình là người giàu có nhất thiên hạ và cai trị hết cõi đất này. May mắn thay, bên cạnh nhà vua còn có vị quan cận thần rất thông minh, tài giỏi. Ông luôn yêu thương tất cả mọi người bằng trái tim hiểu biết. Chính sự từ bi và trí tuệ ấy đã giúp nhà vua tránh được nhiều lỗi lầm. Tuy nhiên, tham vọng muốn mình là người giàu nhất thế gian vẫn luôn âm ỉ. Nên một hôm, nhà vua họp mặt tất cả các bá quan cận thần và hỏi: "Này các khanh hãy nói cho trẫm biết trong vương quốc này ai là người giàu nhất thiên hạ?" Tất cả đều cùng nhau đáp: "Thưa hoàng thượng, trong vương quốc này dưới sự trị vì của hoàng thượng là người giàu nhất, không ai bằng." Nhà vua cảm thấy rất thỏa mãn, hài lòng khi nghe mọi người cùng tâu lên như vậy. Bỗng nhiên, một vị cận thần tên là Giải Thoát bước ra và nói: "Muôn tâu bệ hạ, có một vị tỳ kheo tên là Tỉnh Giác, đời sống của vị ấy thật đơn giản. Vị ấy luôn sống hài hòa với muôn loài, đặc biệt không bao giờ ăn thịt cá và luôn khuyên bảo mọi người không nên sát hại sinh vật. Thức ăn chính của vị ấy chỉ là rau quả và các loại ngũ cốc. Thần đã có cơ hội được tiếp xúc với thầy đó. Nơi ở thì muôn thú vây quanh, hòa cùng cảnh vật, thiên nhiên dường như không có khoảng cách giữa con người và các loài vật. Nơi đó còn có khoảng trên 300 vị khất sĩ đang tu tập theo sự chỉ dạy của thầy. Có lần chính thần đã chứng kiến đến giờ thọ trai, toàn thể các vị đều ăn cơm trong im lặng, không nghe tiếng khua chén bát, thậm chí khoan thai ăn trong tỉnh giác. Trước khi ăn, họ cúng Phật và quán niệm công đức chúc phúc cho quý Phật tử. Sau khi ăn thì họ tụng bát nhã và hồi hướng công đức cho tất cả mọi người. Họ ăn vừa đủ, ăn trong sự biết ơn của thầy tổ, đàn na, tín thí, đất nước và tất cả chúng sinh. Khác với triều đình chúng ta là mỗi khi ăn uống nói cười rộn rã, vui chơi trong no say, để rồi đánh mất mình trong thiên hạ, có khi tranh chấp cãi vã ngay khi đang ăn uống." Vua nghe vị cận thần tâu như thế nên trong lòng muốn tìm đến để hỏi một vài điều. Vài hôm sau, vua và đoàn tùy tùng đã đến chỗ ở của các vị khất sĩ ấy. Cây bồ đề trước cổng sừng sững hiên ngang với khoảng 4 người ôm không hết, có thể đã trên vài trăm tuổi. Gốc bồ đề có nhiều tua như cuộn tròn cả thân cây, tạo nên sự mát mẻ, trong lành. Vua yêu cầu được diện kiến trực tiếp vị thầy trụ đó. Trong lúc chờ đợi ở nhà khách, vua bỗng dưng nhìn thấy một con người nhỏ nhắn, từng bước chân nhẹ nhàng an lạc thành thơi của người ấy đã toát ra một năng lực tự tại, bình yên và hạnh phúc. Vua chưa từng thấy một người nào có dáng vẻ uy nghi, trang nghiêm và thanh thản đến như vậy. Người ấy dần tiến đến trước mặt nhà vua, nở một nụ cười hồn hậu và vái chào tất cả mọi người rồi ngồi xuống trong tư thế an nhiên. Sau những lời chào hỏi và chúc tụng, nhà vua liền đặt câu hỏi: "Thưa thầy, có phải thầy là vị khất sĩ mà mọi người vẫn thường đồn đại là người giàu có nhất thế gian này? Thú thật với thầy, tôi chính là nhà vua của đất nước này. Đã từ lâu tôi nghe tiếng lành đồn xa mà cho đến tận hôm nay mới có cơ hội được diện kiến thầy. Sau khi gặp được thầy, tôi đã cảm nhận được một niềm an vui đang trào dâng trong lòng." Tuy biết được người đứng trước mặt mình là một vị vua chuyển luân thánh vương và những người xung quanh là các quan cận thần, nhưng nét mặt của vị thầy đó vẫn bình thản an nhiên. Thầy luôn giữ được phong thái của người đã an nhiên, tự tại, giải thoát.
vị thầy ấy đã hỏi nhà vua và các quan cận thần cất công đến đây chẳng có điều gì chỉ dạy. Nhà vua đáp: Ta chỉ muốn biết một sự thật về việc xưa nay mọi người đồn đoán thầy là người giàu nhất thế gian này. Vị thầy đó mới hỏi lại: Vậy theo nhà vua, thế nào là một người giàu nhất thế gian? Nhà vua trả lời: Người giàu nhất thế gian là người không thiếu bất cứ một món báu vật quý giá, từ thức ăn uống, ruộng vườn, nhà cửa, người hầu thê thiếp. Người đó có chủ tất cả mọi thứ, chẳng hạn như trẫm đây đang trị vì khắp thiên hạ. Dạ, thưa bệ hạ, khi nào chúng ta cần tìm một thứ gì đó thì chúng ta mới thiếu, phải không ạ? Đúng là thế. Một người không còn tìm cầu và mong muốn bất cứ một điều gì nữa thì người đó có còn cái gì để mà thiếu nữa, phải không? Thưa thầy, đúng là như vậy. Vậy thưa bệ hạ, người giàu nhất thế gian là người không còn thấy thiếu bất cứ một thứ gì cho bản thân mình nữa. Khi đó nhà vua chợt khám phá ra rằng người biết đủ dù nghèo mà vẫn giàu, người không biết đủ dù giàu có đến mức nào cũng luôn thấy mình nghèo. Và ngài cũng hiểu ra rằng vì sao mọi người đồn đại vị thầy này là người giàu nhất thế gian, tuy trên người không có một thứ gì đáng giá. Sau khi về lại hoàng cung, hình ảnh an lạc thảnh thơi của vị thầy đó đã làm nhà vua thức tỉnh và biết buông xả mọi thứ. Biết đủ thường thấy an vui, đời người luôn hạnh phúc. Câu chuyện trên quả thật khiến cho chúng ta suy ngẫm, một người dù có sống lâu đến nhường nào thì ngày tháng liệu sẽ thoải mái chăng? Không hẳn là như vậy. Hết thảy phiền não đều do tham sân si dẫn khởi mà nên. Ví như trong xã hội xảy ra những vụ cướp giật, bắt cóc, vì sao người ta lại làm điều xấu? Phần lớn đều là bởi chữ tham. Kỳ thật, con người ta sống trên đời mỗi bữa chỉ cần một, hai bát cơm là đủ. Tấm thân này chỉ cần mấy thước vải là có thể chịu đựng được cả giá lạnh của mùa đông. Một chiếc giường con cũng đủ cho ta ngủ giấc ngon lành. Vậy nên chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, mỗi người đều có thể sống vui vẻ, hà tất phải đi cướp giật làm gì. Tôi thường hay nói với chính mình rằng trừng phạt lớn nhất của đời người là sự hối hận. Nếu như một đời người chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân phải ân hận sâu sắc thì có lẽ đó là người hạnh phúc nhất thế gian. Trái lại, nếu như tâm niệm không giữ được vững vàng, khi cái tâm tham sân khởi lên mà làm việc sai lầm, lúc đó dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Không than vất vả mà chỉ có hạnh phúc. Chúng ta đến thế gian này hẳn đều có cảm giác bản thân mang theo sứ mệnh nào đó, nên là để sống để làm việc, đừng nên làm việc để sống. Sống để làm việc là sự phó xuất vì mọi người. Còn như là làm việc để sống, ta sẽ cảm thấy đời người quả thật rất bất đắc dĩ. Có rất nhiều người mới làm việc chưa được mấy năm thì đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản với công việc, thường hay than mệt, than vất vả. Nhưng trong thế giới của những người sống và phó xuất vì người khác thì không có hai chữ vất vả này, mà chỉ có hạnh phúc. Những người luôn hành thiện, dù phải làm nhiều việc bao nhiêu, họ đều cam tâm tình nguyện tập trung tinh thần vào đó. Vậy nên họ không bao giờ nghĩ mình vất vả mà chỉ thấy mình hạnh phúc. Khi họ nghe thấy ai đó nói về mình cũng sẽ đều mỉm cười mà đáp lại rằng: cuộc đời tôi thật ý nghĩa. Đây chính là đời người sống vì làm việc. Nếu như là vì cuộc sống mà đành phải vất vả bôn ba thì khi còn chưa bắt đầu đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Một người nếu như có trái tim cảm ơn thì sẽ biết được hồi báo. Trong lòng có tình yêu thì sẽ tạo phúc cho mọi người. Sống trong một xã hội và đời người như vậy có phải là rất mỹ mãn hay không? Đúng là người có được điều trên chính là người giàu có nhất thiên hạ.
xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!